can't bleed Really? góc nhìn của một người nước ngoài đã sinh sống và làm việc tại đất nước Việt Nam sinh đẹp này 18 năm qua, thì mình có 3 điều cần phải nói về cái vấn đề này. Điều thứ nhất, đó là mình phải khẳng định chắc nịch luôn, đó là người Việt Nam cực kỳ là đáng yêu và thân thiện. Và mình cảm nhận được cái điều ấy mỗi ngày vì mình cũng là một người nước ngoài. Người Việt Nam mà thân thiện thứ hai, thì hôm nay là chủ nhật luôn. Thật, thứ hai là về việc bạn này đi dự đám cưới mà không được mời. Thì mình không dám nói hộ trong người trong cuộc. Mình không biết là gia đình và người thân của cô dâu chú rể kia đã nói gì và đã cảm thấy như thế nào nhưng việc bạn này nói là họ cho bạn vào và tất cả mọi người đều nhìn bạn và bạn không cảm thấy như kiểu là họ đang đuổi bạn đi thì cũng không thể khẳng định được là họ cảm thấy thoải mái về điều này. Chẳng qua là họ quá là thân thiện và đây là ngày vui ngày trọng đại của gia đình họ nên có thể họ không muốn có gì phiền phức nên họ cứ cho bạn vào cho xong đỡ phải giải quyết nhiều vì bạn là tây lại không nói tiếng của họ nên họ không muốn lành nhảnh và cho tới thời điểm hiện tại, họ cũng không lên tiếng, cũng có thể chỉ đơn giản là họ không muốn có dinh líu liên quan gì đến drama, không muốn gây sự chú ý, không có gì khẳng định được là họ cảm thấy việc này là một việc bình thường cả. Mình chỉ nghĩ đơn giản là ngày cưới, đám cưới ở bất kỳ một đất nước nào trên thế giới này cũng đều là một ngày vô cùng trọng đại, là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong đời người của người ta. Và họ phải dành hàng tháng, thậm chí hàng năm để chuẩn bị nào là menu đồ ăn, thức uống, nào là danh sách khách mời, số lượng bàn ghế. Nên cái này là kiến thức phổ thông rồi. Mình cảm thấy việc bạn này nói là à, tại vì mình xin phép và người ta đồng ý nên mình cứ vào nó không 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 được kiểu thuyết phục cho lắm. Bạn ấy không ngại chứ mình là mình thấy ngại dùng cho bạn ấy. Nhưng mình cũng không khẳng định là bạn ấy không tôn trọng của người đất nước Việt Nam chỉ qua cái hành động này. Cứ cho là bạn không biết đi và cũng cứ giả sử là gia đình kia không có vấn đề gì về việc này đi. Cái điều mà làm mình cảm thấy bạn cực kỳ thiếu tôn trọng đất nước và của người Việt Nam là về việc bạn liên tục nói rằng bạn không sai, bạn không có lỗi. Năm lần bởi lượt trong video giải thích của bạn, không hề có một lời xin lỗi nào được phát ra, mà bạn chỉ có nói rằng bạn bị bát nạt. Trong khi rất nhiều người Việt Nam nói rằng hành động của bạn là thiếu tôn trọng gia đình kia, và thiếu tôn trọng văn hóa cũng như là đất nước Việt Nam này. Không phải một hai người, mà là đa số người. Người ta thường có câu, nếu một hai người không thích bạn thì có thể họ nên xem lại. Nhưng nếu đa số người không thích bạn thì bạn nên xem lại bản thân mình. Có thể bạn không thấy mình sai, nhưng những người Việt Nam ngoài kia, những con người luôn luôn thân thiện với người nước ngoài ngoài kia, họ nói là bạn sai rồi và họ cảm thấy bị xúc phạm. Và không có bất kỳ một lý do nào để họ nói lên những điều như thế nếu như bạn không sai. Vì như mình phải khẳng định một lần nữa là họ cực kỳ thân thiện. Bạn không biết thì họ đã chỉ ra cái sai cho bạn và họ cũng chỉ cần một lời xin lỗi. Vì họ thật sự cảm thấy bạn đã xúc phạm đất nước và văn hóa của họ và bạn cần phải xin lỗi họ. Bạn không thể chỉ vin vào cái cớ là vì bạn không hiểu về văn hóa Việt Nam để mà bao biện cho cái sai của mình được. Năm lần bởi lượt bạn nói bạn không sai khi cả một đất nước nói bạn sai. Thay vì xin lỗi họ vì đã không tôn trọng họ cho dù bạn không cố ý, thì bạn khẳng định là bạn không có lỗi. Rồi bảo là cả đất nước Việt Nam này đang bắt nạt bạn, đóng giả làm nạn nhân. Người đâu mà cùn thế? Chơi thế hay chơi lại bạn? That is disgraceful to say the least, dude. The main thing here is that in reality, you obviously don't give a f about this country's culture. For that, shame on you còn nếu bạn không biết xin lỗi như thế nào thì để mình dạy cho nhé dễ mà mình xin lỗi việt nam đấy xin lỗi thế